Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin phòng chi bệnh vật nuôi của công ty cổ phần Eco Nam Dũng. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta lại trao đổi về một cái chủ đề trên con gà, đó là cái bệnh ORT trên gà và cái phương pháp điều trị sao cho hiệu quả. Thế thì chúng ta biết rằng là cái bệnh ORT trên gà là một cái bệnh hô hấp cấp tính do cái vi khuẩn gram âm có tên là Onithobacterium gây ra, với cái tên gọi khác là cái bệnh viêm mũi khí quản phổi túi khí, hay là bệnh viêm phổi hóa mủ, hay là thường gọi là cái bệnh hen ngáp ở trên gà. Bệnh thì bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2015. Cái đường lây lan và cái cách sinh bệnh thì bệnh có cái tính chất lây lan rất là nhanh, đặc biệt ở những cái vùng chăn nuôi gà tập trung công nghiệp. Bệnh thường xảy ra vào cái mùa xuân, mùa hè và cái thời điểm chuyển giao giữa các mùa trong năm. Tuy nhiên thì với cái phương thức chăn nuôi hiện nay theo cái lối công nghiệp thì bệnh ORT có thể xảy ra bất cứ cái thời điểm nào trong năm ở mọi lứa tuổi, và hay gặp nhất ở cái lứa tuổi gà giò và gà lớn. Gà thịt thường là mắc cái lúc 3 đến 6 tuần tuổi và các loại gà khác thường là từ 6 tuần tuổi trở lên. Bệnh lây lan từ gà bệnh cho gà khỏe thông qua cái việc tiếp xúc trực tiếp bằng cái đường hít thở, lan truyền bằng gió, dụng cụ chăn nuôi, xe vận chuyển động vật hay con người. Vi khuẩn thì xâm nhập vào cơ thể gà chủ yếu cái qua đường hô hấp, sinh sôi và phát triển ở cái niêm mạc đường hô hấp, sau đó đến cư trú ở cái cơ quan đích là phổi, hai phế quản gốc, và gây nên những cái bệnh tích đặc trưng của bệnh ORT ở đó. Cái triệu chứng và bệnh tích của bệnh này thì như thế nào? Bệnh ORT thì thường là có cái thời gian nung bệnh rất là ngắn, 1 đến 3 ngày. Cái giai đoạn đầu thường thì chỉ thấy gà có cái biểu hiện là triệu chứng hen nhẹ, thở khò khè và đôi lúc hắt hơi, vẩy mỏ. Bệnh tiến triển rất nhanh, sau 1 đến 2 ngày thấy gà giảm ăn, ủ rũ và ngày càng khó thở, há mỏ để thở, thở đớp khí, có tiếng rít và ngáp do bên trong khí quản, đặc biệt là hai cái phế quản gốc có cái cục mủ bịt kín khiến cái đường hô hấp hẹp đi, gây thì khó thở và có thể dẫn đến chết. Cái thứ hai nữa là gà sốt rất là cao, ủ rũ, giảm ăn, chảy nước mắt, nước mũi, sưng mặt, có thể là tiêu chảy, chết trong cái trạng thái là ngã ngửa, xác chết thì vẫn còn béo. Gà đẻ thì sụt đẻ, đẻ non, vỏ trứng mọc. Thể bệnh mãn tính thì âm thầm, nhiều gà còi cọc chậm lớn, tiêu tốn thức ăn tăng cao. Thể cấp tính thì gà chết có thể lên tới là 30%. Tỷ lệ mắc cái bệnh ORT là rất là cao, có thể là từ 50-100%. Cái tỷ lệ chết trung bình thường 5-20%. Bệnh tích của cái bệnh ORT này thì tập trung ở cái đường hô hấp, các cơ quan khác thì hầu như là không thấy biến đổi về mặt đại thể. Mùa khám gà chết thì chúng ta thường quan sát thấy phổi bị viêm hóa mủ tập trung rải rác trên cái bề mặt, bên trong khí quản và hai cái phế quản gốc ấy, có mủ nhầy đặc, túi khí viêm, có bọt khí và có thể có mủ màu vàng bên trong khí quản, hay gọi là cuống họng, gần như là không xuất huyết hoặc là có huyết ít, niêm mạc khô, ít nhảy. Cái việc chuẩn đoán cái bệnh ORT có thể là chuẩn đoán bằng cái việc quan sát cái triệu chứng lâm sàng và bệnh tích mổ khám. Để chuẩn đoán chính xác thì cái việc dựa vào cái phân lập và giám định vi khuẩn trong phòng thí nghiệm là cần thiết. Vậy thì chúng ta chuẩn đoán phân biệt cái bệnh ORT này với một số cái bệnh khác trên gà thì như thế nào? Chúng ta hãy phân biệt cái bệnh ORT trên gà với cái bệnh là ILT là viêm thanh quản truyền nhiễm, và cái bệnh IB là viêm phế quản truyền nhiễm. Cái triệu chứng của cái bệnh ORT thì chúng ta thấy là nó tập trung vào mấy cái triệu chứng và bệnh tích như sau: gà bị ngạt thở, khó thở nhưng không biểu hiện thành chu kỳ, không thành từng cơn như cái bệnh là ILT, mà gà ngáp liên tục và thường xuyên khó thở. Cái bệnh tích của cái bệnh ORT này thì bã đậu hình ống chứ không vón cục như cái bệnh ILT. Vị trí bã đậu trong phổi, trong hai cái ống phế quản chính và trong lòng khí quản. Khí quản này thì bình thường hoặc là sung huyết nhẹ. Điển hình của cái bệnh ORT là bã đậu hình ống trong phổi và hai phế quản chính. Trong khi đó thì cái bệnh ILT, bệnh viêm thanh cái quản truyền nhiễm, thì cái triệu chứng của gà là khó thở, ngạt thở nhưng mà theo chu kỳ, nghĩa là khi thở khó, gà tím tái màu, há mồm, dướn dài cổ và khạc ra đờm, thỉnh thoảng có lẫn máu trong đờm. Sau khi khạc đờm ra thì gà rùng mình, vẩy mỏ và màu tích cũng như lông là trở lại bình thường, không tím tái. Cái bệnh tích của cái bệnh ILT này thì là bã đậu vón cục. Cái vị trí bã đậu này thì nó tập trung chủ yếu là cái ngã ba thanh khí quản hoặc là có thể bị trôi xuống khí quản. Như vậy nếu thấy cái bã đậu có trong cái khí quản ấy, thì ta là nên dựa vào cái hình dạng của bã đậu, hình ống hay hình vón cục, ta xác định cái nguyên nhân là do bệnh ORT hay bệnh ILT. Trong khi đó thì cái bệnh IB là viêm phế quản truyền nhiễm thì gà có khó thở nhưng không dướn cổ ngáp dài như cái bệnh ORT hay bệnh ILT, mà chỉ khó thở khò khè, khí quản có dịch nhầy, xuất huyết nặng, nhìn rõ, không khô, ít dịch như ORT. Đó là một số cái triệu chứng bệnh tích để chúng ta phân biệt giữa ba cái bệnh là
Thế thì công tác phòng và trị bệnh ORT này thì như thế nào? Trước hết với cái việc phòng bệnh thì cái biện pháp hữu hiệu nhất trong cái phòng bệnh ORT cũng như tất cả các bệnh khác trong vật nuôi đàn gà thì chúng ta nâng cao sức đề kháng, đảm bảo cái môi trường chăn nuôi, giữ khí hậu chuồng nuôi được sạch sẽ, thông thoáng và thường xuyên sát trùng chuồng trại định kỳ. Thứ hai nữa là chăm sóc nuôi dưỡng tốt, không được để gà quá đói hoặc là quá khát, đảm bảo cái ổn định chất lượng là thức ăn, nước uống, mật độ nuôi phù hợp theo từng lứa tuổi và giống gà, tăng cường đề kháng cho gà bằng các thuốc bổ. Cái thứ ba nữa là chúng ta phòng bệnh bằng cách là thực hiện đầy đủ các quy trình phòng bệnh cho gà bằng vaccine. Chúng ta sử dụng cái vaccine phòng ORT với gà đẻ và gà địa phương thì chúng ta chủng cái lần đầu vào cái lúc là 4 đến 6 tuần tuổi và chủng nhắc lại lần 2 sau 4 tuần. Trong khi đó thì với cái gà giống gà bố mẹ nên được chủng ngừa cái vaccine ORT này lần đầu lúc 12 tuần tuổi và chủng nhắc lại lúc 18 đến 20 tuần tuổi. Cái tiếp theo về cái việc điều trị cái bệnh này thì như thế nào? Bởi vì cái bệnh này là con gà là sốt rất là cao. Nguyên tắc chung trong những cái bệnh truyền nhiễm vật nuôi có biểu hiện sốt, ví dụ như gumboro chẳng hạn hay cái bệnh ORT này cũng vậy, thì nguyên tắc đầu tiên là chúng ta phải hạ sốt cho con gà, sau đó chúng ta mới dùng kháng sinh. Hạ sốt cho gà thì chúng ta có thể sử dụng những cái thuốc hạ sốt có cái thành phần là paracetamol như cái sản phẩm của công ty Eco Nam Dũng. Cái thứ hai nữa là cái sản phẩm có cái thành phần bromhexin để chúng ta là giảm ho long đờm, ví dụ cái sản phẩm này của công ty Eco Nam Dũng. Cái thứ ba nữa là dùng những cái thuốc có tác dụng là giải độc gan thận, bổ gan thận, thuốc trợ sức trợ lực, vitamin tổng hợp. Đó là cái bước thứ nhất. Thứ hai, dùng thuốc kháng sinh để chúng tiêu diệt kìm hãm mầm bệnh. Thì hiện nay đối với cái bệnh ORT thì có một số những cái loại thuốc kháng sinh mà có tác dụng tốt. Thứ nhất là cái nhóm kháng sinh là beta-lactam, trong đó là có điển hình là kháng sinh là ceftiofur hay ceftriaxone. Kháng sinh thế hệ mới phổ rộng chúng ta có thể dùng tiêm. Đối với Eco Nam Dũng thì có cái DDCEP ADE này với 1 ml hỗn hợp tiêm 1 ml trên 2-3 kg thể trọng. Đặc điểm của cái sản phẩm này rất là phù hợp, thuốc có tác dụng kéo dài và đặc biệt là có bổ sung những cái vitamin thiết yếu và những chất chống viêm, giảm đau, hạ sốt ở trong đó. Cái nhóm thứ hai mà có tác kháng sinh có tác dụng với cái bệnh ORT này là cái nhóm là lincomycin kết hợp với spectinomycin. Ví dụ cái sản phẩm là TD Esla của cổ phần Eco Nam Dũng này là hai cái kháng sinh, trong đó thì thêm một cái lọ thuốc bổ hỗ trợ điều trị bệnh gồm có chất kháng viêm, các vitamin anagin, vitamin C, gluco, tạo nên một cái bộ sản phẩm đặc trị cho cái bệnh gà vịt nói chung, trong đó là rất là hiệu quả với cái bệnh ORT. Thì 1 ml là hỗn hợp đó thì chúng ta cũng tiêm được là 3-4 kg thể trọng. Cái nhóm thứ ba nữa là gentamicin kết hợp với amoxicillin. Cái nhóm thứ tư, flo kết hợp với doxy cho uống hoặc là trộn thức ăn. Thì đây bốn cái loại kháng sinh chính mà có tác dụng chính với cái bệnh ORT. Mỗi một cái liệu trình điều trị cần kéo dài trong cái khoảng thời gian từ 5-7 ngày. Đó là cái nguyên tắc và một số cái thông tin về điều trị cái bệnh này. Xin cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin phòng trị bệnh vật nuôi của công ty cổ phần Eco Nam Dũng. Mọi thông tin chi tiết mời quý vị truy cập website econamdung.com.vn hoặc liên hệ hotline 0901 88 2018. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.